Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở để giữ gìn sự trong sáng của Đảng. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ nỗ lực giải cứu người dân vùng lũ Mường Bồn. Suốt cả cuộc đời đến lúc lâm chung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đau đáu với công tác xây dựng Đảng, giữ gìn Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Tổng Bí thư nhận thấy công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Chính vì vậy, trong nghị quyết số 04 NQ trên TVK ngày 30 tháng 10 năm 2016, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiều giải pháp cơ bản. Đây chính là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng từ cơ sở đến trung ương, có phần quan trọng giữ gìn sự trong sáng của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một trong những nguy cơ đặc biệt ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, đến sự tồn vong của chế độ. Trong các bài viết và các buổi nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu và thực tế đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Bởi lẽ, tham nhũng tiêu cực đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra cách nhận diện rõ hơn, sâu hơn về phạm vi của tham nhũng tiêu cực, phân tích chỉ ra mối quan hệ giữa tham nhũng và tiêu cực. So với tham nhũng thì tiêu cực có nghĩa rộng hơn. Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực của người có chức, có quyền. Tiêu cực là môi trường nảy sinh tham nhũng. Tuy không được là một trong những chiến sĩ tham gia trực tiếp ở chiến tuyến phòng chống tham nhũng và tiêu cực, nhưng tôi luôn bày tỏ lòng tin và dõi theo từng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ sự chỉ đạo của Tổng Bí thư mà công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Trung ương lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, thực sự trở thành phong trào xu thế không thể nào đảo ngược. Được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận, tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước ta. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là đòi hỏi của thực tiễn, mệnh lệnh của cuộc sống. Bởi khi phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư cũng luôn trăn trở, đau xót vì rằng họ từng là đồng chí, từng là cá nhân gương mẫu, được tín nhiệm bầu vào hàng ngũ của Đảng, thậm chí nhiều người là cán bộ cấp cao. Nhưng nếu không kiên quyết xử lý thì ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, nên đó là việc phải làm vì sự nghiệp chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả trái cây. Mục đích của việc xử lý tham nhũng tiêu cực là để trị bệnh, cứu người. Kỷ luật một người để cứu nhiều người. Truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực. Cần có chính sách khoan hồng đối với những người có hành vi tham nhũng, nhưng đã chủ động khai báo khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác, tạo môi trường xã hội tích cực nhằm ngăn chặn tham nhũng. Trong thực tế, thời gian qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tiến hành kiên quyết, kiên trì, không khoan nhượng, không nương tay, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, không làm oan sai, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình. Nhờ vậy, hầu hết đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình cũng như hậu quả của những sai phạm ấy, tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, nhà nước và nhân dân.
ánh sáng trái tim vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần soi rọi hệ thống chuẩn mực đạo đức trong toàn Đảng, để mỗi tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên thấy điều cao quý nhất là danh dự, nhằm thoát khỏi những mê hoặc cám dỗ vật chất, vị kỷ trong cuộc sống, từng bước tự soi, tự sửa trở thành những người chiến sĩ cách mạng, trung với Đảng, hiểu với dân, yêu thương con người, cần kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hòa bình, hạnh phúc. Trong tối 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Dự lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những cống hiến của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đại biểu các đoàn viên thanh niên cũng thành kính dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thắp nến tri ân lên từng phần mộ liệt sĩ. Thay mặt tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hà My bày tỏ, qua việc thắp nến dâng hương, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi lời tri ân đến các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước độc lập, thống nhất non sông. Theo Hà My, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh luôn tưởng nhớ cha anh và nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao của mình trong việc phát triển những giá trị Việt Nam tươi đẹp mà cha anh đã gìn giữ, đấu tranh. Đặc biệt, chị Nguyễn Hà My khẳng định, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được tuổi trẻ ghi nhớ, tri ân và trở thành hành động cách mạng cụ thể, với tinh thần năm tiên phong, không ngừng tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cùng ngày, đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhân Tây, huyện Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sát, huyện Cần Giờ. Tới thời điểm hiện tại, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã ròng rã hai ngày đêm, nỗ lực thông đường tìm kiếm nạn nhân mất tích, hỗ trợ người dân di tản, dọn dẹp nhà cửa, cung cấp nhu yếu phẩm cho những người bị mắc kẹt do trận lũ quét xảy ra ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, trận lũ quét xảy ra rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 5 người chết, 2 người bị thương, 5 người mất tích, nhiều tài sản và hoa màu bị cuốn trôi, giao thông bị đất đá vùi lấp, các khu dân cư bị chia cắt cục bộ, người dân không điện, thiếu nước sạch và các nhu yếu phẩm. Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều lực lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm công an, bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu, hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, trong tiết trời nắng gắt, giao thông bị chia cắt cùng khối lượng đất đá, cây bị lũ cuốn lớn đã khiến việc tìm kiếm nạn nhân của các đồng chí bộ đội gặp nhiều khó khăn. Cho đến cuối ngày 26 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm kiếm được thêm nạn nhân mất tích nào. Cùng thời điểm, lực lượng dân quân tự vệ đã hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển khối lượng bùn đất trôi vào nhà ra chỗ khác, đồng thời phối hợp với dân quân tự vệ, nỗ lực tìm kiếm tài sản của người dân. Không dừng lại ở đó, bộ đội cũng hỗ trợ bà con tháo rời nhà sàn có nguy cơ bị sập ở bản Tinh Tốc. Được biết, do ảnh hưởng của lũ quét, bản Tinh Tốc có 21 hộ bị sập nhà, nước lũ cuốn trôi, đồng thời các lực lượng ban ngành đã vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Bản Lĩnh. Bản Lĩnh cách trung tâm xã Mường Pồn khoảng 5 km. Cả đầu đường vào Bản Lĩnh đều bị đất đá vùi lấp, giao thông bị chia cắt, người dân bị cô lập. Về vấn đề giao thông, hàng chục máy xúc, xe ben đã được huy động, hoạt động từ 4 giờ sáng cho tới 23 giờ đêm. Nỗ lực khai thông quốc lộ 12 tuyến đường huyết mạch đi vào các bản bị thiệt hại nặng nề, Bản Lĩnh, Bản Tinh Tốc. Với nỗ lực cao độ, các cán bộ ở hiện trường cho biết, cho đến hết ngày 27 tháng 7 sẽ cơ bản thông tuyến đường để kịp thời cho công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm, phun khử khuẩn, thăm khám sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị,
lúc hơn 13 giờ 30 phút, tại khu vực trung tâm Hà Nội, hàng nghìn người đội nắng đứng chờ đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang Mai Dịch. Người dân xếp kín vỉa hè tại các con phố, dù đông nhưng mọi người xếp hàng trật tự ngay ngắn. Tất cả đều trang nghiêm, dành sự xúc động để đưa tiễn vị lãnh đạo của dân tộc. Không ai bảo ai, tất cả cầm theo bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng vẫy tay, phía sau lưng là lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ in đậm: Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay là một ngày rất là trọng đại đối với đất nước chúng ta, là ngày quốc tang của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì cá nhân em cũng như là đại diện cho đoàn thanh niên phường Ngọc Khánh rất là vinh dự khi được phân công nhiệm vụ để trực bảo vệ đoàn lễ tang đi qua ngày hôm nay. Bọn em cũng đã được tập trung ở đây từ 11 rưỡi để ổn định trật tự cũng như là bảo vệ tuyến đường bác đi qua. Cá nhân em thì em cảm thấy rất là xúc động khi đây là em được cảm nhận được lòng tin yêu của nhân dân khi hướng về hướng. Hôm nay tôi có mặt ở đây một phần là để em được muốn được tiễn đưa bác này đi, và hai nữa là cũng thể hiện là cái tình cảm riêng mình với bác. Sau lễ truy điệu, đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thành, đường gom Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Khắp các tuyến phố này, người dân đều đã đứng sẵn hai bên đường để tiễn đưa Tổng Bí thư. Giữa trưa nắng ngày 26 tháng 7, nhiều người dân cũng đã tập trung trước cửa nghĩa trang Mai Dịch, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để mong được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Tạm gác công việc cá nhân, ai nấy đều dành sự tiếc thương vô hạn, ánh mắt lưu luyến để vĩnh biệt vị Tổng Bí thư. Tuy trái tim 80 tuổi vĩ đại đã ngừng đập, nhưng hình bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khắc sâu trong trái tim của toàn thể người dân Việt Nam. Một số người chọn cách giữ tình yêu và sự xót thương của mình vào tấm di ảnh. Đoàn người chờ đợi để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có người đã đến đây từ 3 đến 4 giờ sáng, từ các tỉnh như Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang, gần hơn thì từ ngoại thành Hà Nội. Tôi hôm qua đi công tác Trung Quốc về, về trước một ngày để hôm nay kịp dự lễ tang. Thì nhà tôi cũng ở gần đây nên là ấn tượng thì một con người kiên trung, một con người rất thông minh mà lâu lắm thì mới có được một lãnh tụ như vậy. Tình yêu theo nghĩa rất là lớn, tình yêu quê hương, yêu đất nước và tình yêu của cá nhân. Với tôi tình yêu với Đảng, với đồng chí Nguyễn Phú Trọng là rất lớn. Thưa quý vị, trong cuộc sống cũng như các chuyến thăm, làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian, tình cảm quan tâm, ân cần hỏi thăm, động viên cấp dưới và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân. Sự giản dị, cởi mở, thân tình nhưng đầy sâu sắc của Tổng Bí thư khiến những ai tiếp xúc đều cảm thấy gần gũi, chan hòa, có sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ để phấn đấu vươn lên. Trong ký ức của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Tổng Bí thư là người sống giản dị, tình cảm và đặc biệt ham đọc sách. Từng làm nhiều vị trí như Phó Chủ nhiệm Khoa Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Thành ủy Hà Nội đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức có cơ hội được gặp và làm việc, thậm chí thân tình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy, ông có rất nhiều điều để nhớ và để kể về Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói với ông rằng, nhà mình bên Đông Anh cũng khó khăn và vất vả lắm. Rồi ông kể rất chân thành với tôi. Thời học cấp 3, ông đi thi học sinh giỏi môn văn, được bà nội cho một hào để ăn quà, nhưng cuối cùng ông chẳng ăn gì cả. Sau lại cầm một hào đó về gửi bà. Những câu chuyện đơn giản, thân tình, nhưng thể hiện nhân cách của một người sống giản dị, khiêm nhường. Theo ông Chức, phong cách cùng lối sống này của Tổng Bí thư hình thành từ rất lâu và không thay đổi, dù sau này ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhận nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Trong trí nhớ của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức,
thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản, còn ông làm ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư có đến thăm nhà ông và ngồi chiếu ăn uống vui vẻ bình thường với gia đình ông, chẳng nề hà gì. Gia đình ông trước lúc đó không đầy đủ như bây giờ, bàn ghế cũng chẳng có, chỉ ngồi dưới chiếc chiếu cũ và hơi rách. Bản thân của ông Trức từng làm việc ở tạp chí Cộng sản cũng kể với ông những kỷ niệm rất sâu sắc và chân tình về Tổng Bí thư. Ông ấy còn giữ những bức ảnh ông ấy cắt tóc cho Tổng Bí thư. Mỗi lần tóc hơi tốt, hai người lại tự cắt cho nhau, không ra tiệm bao giờ. Nói thế để thấy, tác phong của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi với anh em bạn bè, nên mọi người đều yêu mến. Điều này đã có từ lâu, phong cách của ông đã đi vào cuộc sống rồi, chứ không phải đến khi ông làm Tổng Bí thư. Vị tiến sĩ tâm sự, thời ông gặp gỡ, làm việc nhiều và thân thiết với Tổng Bí thư là giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, còn ông là Thành ủy viên. Có lần Tổng Bí thư sang thăm nhà và hỏi vợ ông rằng, chú ấy cho cô ở thế này mà cô cũng chịu được à? Vợ ông cũng thật thà, em lấy nhà em được ở thế nào thì chịu vậy thôi ạ. Ông nhớ mãi câu hỏi và sự chân tình của Tổng Bí thư. Ông Trức nhớ lại, trước đây có giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tầng 2 khu tập thể tại phố Đặng Tất. Trong trí nhớ của ông, nơi ở của Tổng Bí thư khi đó rất đỗi bình dị. Cổng ngoài có người gác, cầu thang đi lên cũ và rất bé. Phòng khách thì nhỏ, khoảng 10m² với bộ bàn ghế mộc mạc. Trong phòng cũng chẳng bài trí hay có vật dụng gì đắt đỏ. Đến khi ra về, người bảo vệ ở đó bảo với ông Trước rằng, chú nói với bác Trọng theo tiêu chuẩn về ở nhà số 5 Thiền Quang đi. Bộ chính trị đề nghị rất nhiều lần rồi nhưng bác không về. Sau khi nhiều người đề nghị, Tổng Bí thư cũng về nhà số 5 Thiền Quang. Tại đó, nơi ở của Tổng Bí thư cũng như những cán bộ khác, rất đối bình thường và không có gì sang trọng. Trong ấn tượng của ông Trức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giản dị, khiêm nhường, liêm khiết là thế và cũng không khi nào nói gì đao to búa lớn. Ngay cả khi triển khai công việc hay lúc giải lao, đều là những câu chuyện gần gũi, dung dị và lúc nào cũng nhấn mạnh yếu tố văn hóa ở mỗi con người. Tổng Bí thư nói, sự chân thành, thật thà, chia sẻ và giúp đỡ nhau cũng là thể hiện văn hóa. Thực tế, để hoàn thành trách nhiệm của mình cũng là văn hóa. Trong công việc, Tổng Bí thư chỉ nhắc nhẹ cũng khiến các đồng chí và cấp dưới của mình phải suy nghĩ. Có lần Tổng Bí thư hỏi ông Trức, ông Trức làm văn hóa thủ đô giờ này thấy thế nào? Một câu hỏi đơn giản thế thôi, cũng buộc tôi phải suy nghĩ và trả lời nhiều điều. Chia sẻ thêm những điều đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trức nhớ như in. Trong tất cả cuộc họp Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư lúc nào cũng ăn mặc rất chỉn chu, chuẩn mực, nhưng không phải thời thượng cao cấp gì. Phong cách và lối sống đó cũng ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia đình, từ vợ đến con của Tổng Bí thư. Bà Mận, phu nhân của Tổng Bí thư, giản dị, mộc mạc và chân tình, chứ không có biểu hiện gì của vợ một cán bộ cấp cao cả. Ông Trức chia sẻ, bà Mận và vợ của ông Trức cũng là chị em thân thiết với nhau. Một lần có 10 quả trứng sạch ở Đông Anh, bà ấy cũng chia sẻ với vợ ông, thân tình lắm. Sau này khi ông ấy lên làm Tổng Bí thư, ít còn cơ hội gặp nhau thường xuyên như trước, chỉ hỏi thăm qua gia đình. Với ông, những lần được làm việc, trò chuyện với Tổng Bí thư mãi là kỷ niệm đẹp, dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời. Tổng Bí thư là nhà văn hóa lớn, xuất sắc. Ở một khía cạnh khác, ông Trước nề phục Tổng Bí thư là người ham đọc sách và đọc rất thuộc, từ văn học nghệ thuật cho đến các cuốn sách nghiên cứu. Khi trò chuyện với Tổng Bí thư, ông mới chợt nhớ, hóa ra cuốn này mình cũng đọc nhưng không nhớ hết được. Tổng Bí thư là người yêu thích văn học nghệ thuật. Ông luôn mong muốn văn học nước nhà có những tác phẩm xứng tầm với thời đại. Tổng Bí thư có rất nhiều câu nói trong chỉ đạo văn hóa, phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà, khiến tôi và những người làm văn hóa vô cùng tâm đắc, thấm thía. Trong hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư từng nói, văn hóa còn, dân tộc còn. Đánh giá văn hóa như vậy là lớn lao và khái quát lắm. Nói về vấn đề lớn trong xã hội, nhưng Tổng Bí thư luôn vận dụng chính thơ, ca dao, tục ngữ rất gần gũi và dễ hiểu. Khi trò chuyện với các cấp dưới, Tổng Bí thư thường có câu, ông nghĩ sao? Có phải thế không ông? Thể hiện một sự tôn trọng, lắng nghe và không áp đặt. Những vấn đề văn hóa Tổng Bí thư yêu cầu và đưa ra thành văn kiện của Đảng như phải quan tâm đến văn hóa tương đương với chính trị, kinh tế, xã hội là những điều mà mọi người đều thấy và ghi nhận.
Nhưng thông qua phát biểu của ông với tư cách là Tổng Bí thư, đó còn như một mệnh lệnh chia sẻ sâu sắc. Giao nhiệm vụ cho những người làm văn hóa một cách tế nhị, tình cảm nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Nói về những dấu ấn đặc biệt cố Tổng Bí thư để lại, ông Trức cho hay, tài sản vô giá và quý báu nhất Tổng Bí thư để lại là tấm gương sống giản dị, khiêm nhường, liêm khiết và đầy mẫu mực, là tấm lòng vì dân và vì sự phát triển của đất nước, tiến bộ của dân tộc, là tình cảm hòa đồng và sâu sắc trong anh em, đồng chí, đồng bào. Còn những công lao to lớn của Tổng Bí thư, huân chương sao vàng, huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng đã là đánh giá cao nhất, có ý nghĩa quan trọng nhất ở thời điểm hiện nay. Đằng sau bức ảnh Tổng Bí thư gói bánh chưng tại nhà riêng lần đầu công bố. Trong những ngày gần đây, bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh chưng được nhiều người chia sẻ. Bức ảnh gợi không khí đầm ấm, gửi thông điệp giữ gìn nét văn hóa truyền thống dân tộc. Ngày 27 Tết Nguyên đán năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng vợ và hai cháu nội gói bánh chưng tại nhà riêng. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phép công bố, xuất hiện trong cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ra mắt vào ngày 21 tháng 6 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Giữa bức ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc phơ, trong bộ quần áo bình dị, tay gói bánh chưng. Bên cạnh ông là người vợ Tào Khang, bà Ngô Thị Mận, cùng hai cháu nội, một trai một gái. Góc nhà của người đứng đầu Đảng và Nhà nước hiện lên đơn sơ giản dị, đúng với con người và tính cách của ông. Từ mảng tường bong chóc ố vàng, bộ lịch treo tường đến nồi cơm điện cũ, chậu nhựa, rổ xá mẹt bằng mây tre đã nói lên rất nhiều điều. Bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chia sẻ. Tết năm nào gia đình Tổng Bí thư cũng quây quần gói bánh chưng. Những lần về quê Đông Anh, Tổng Bí thư đều về quê như bao người con đi xa trở về. Không có xe dẫn đường, không có phóng viên chụp ảnh. Những bức ảnh trong đời sống hàng ngày của Tổng Bí thư do dân làng Lại Đà, họ hàng hoặc thư ký cận vệ tác nghiệp. Trong quá trình tìm kiếm hình ảnh để đưa vào cuốn sách, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để có những bức ảnh thể hiện tình cảm của Tổng Bí thư với bà con lối xóm nơi quê nhà, bà Thinh đã về làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để thu thập dữ liệu. Những bức ảnh hoen ố, nhuốm màu thời gian được phóng to và treo ở nhà văn hóa thôn Lại Đà là những bức ảnh ít ỏi nhưng thật quý giá biết nhường nào. Bà Thinh cẩn trọng chụp từng bức, đem về chỉnh sửa cho sắc nét hơn rồi đưa vào sách. Bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh chưng tại nhà riêng trên thực tế không được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, cũng không do một cơ quan báo chí nào tác nghiệp, mà chính người cận vệ thân cận của Tổng Bí thư đã lưu giữ khoảnh khắc dung dị này bằng điện thoại. Bức ảnh này nói lên rất nhiều điều về con người văn hóa của Tổng Bí thư, với quan điểm giữ lấy nếp nhà, giữ lấy chân quê. Nhìn cảnh gói bánh chưng của gia đình Tổng Bí thư giống như hàng triệu gia đình Việt vào mỗi dịp Tết. Tổng Bí thư nói giữ nếp nhà là giáo dục gia đình vợ con, họ hàng phải giữ được nét truyền thống, văn hóa của dân tộc. Tại đây, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. 20 năm trước, bà Phạm Thị Thinh khi đó chỉ là một biên tập viên trẻ, vinh dự được giao nhiệm vụ biên tập bản thảo sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bà, biên tập sách của Tổng Bí thư không phải là áp lực mà là vinh dự và trách nhiệm. Đến nay, bà đã biên tập hơn 20 cuốn sách của Tổng Bí thư và nhiều cuốn sách viết về Tổng Bí thư. Theo bà, mỗi cuốn sách có đặc thù riêng, yêu cầu riêng, sứ mệnh riêng, nhưng đều để lại những kỷ niệm sâu đậm. Xây dựng chỉnh đốn đảng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, xuất bản vào năm 2005, là cuốn sách đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do bà Thinh biên tập. Đây là công trình nghiên cứu bài bản của Tổng Bí thư khi ông còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thời điểm đó, bà Thinh là một biên tập viên trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm về sự nhạy cảm chính trị trong nghề. Trong lần gặp gỡ thứ hai để trao đổi về bản thảo cuốn sách, nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt nữ biên tập viên, Tổng Bí thư đã gác công việc sang một bên, hỏi thăm về gia đình và hoàn cảnh cá nhân. Bà Thinh tâm sự mới lập gia đình, đang mang bầu, chồng lại công tác xa. Cuộc sống thuê nhà ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn, bà còn phải nuôi em ăn học.
cuộc trao đổi không có khoảng cách, dù bà chỉ là một biên tập viên trẻ và ông Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo cấp cao. Sau khi cuốn sách được xuất bản, Tổng Bí thư mời bà Thinh đến gặp để gửi bà một phần nhuận bút, nói rằng đây là quà nhân dịp ngày giải phóng thủ đô. Bà Thinh từ chối, không dám nhận phần quà đó. Tuy nhiên, Tổng Bí thư đã thuyết phục bà nhận với lý do cuốn sách vừa xuất bản là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học. Ông đã có nhuận bút riêng, bà là biên tập viên đã giúp ông chỉnh sửa cẩn thận để in thành sách rất khoa học. Sau này nghĩ lại, bà Thinh mới hiểu rằng món quà đó không phải nhân một dịp nào cả. Đó là sự quan tâm chăm lo cho cấp dưới của Tổng Bí thư khi biết hoàn cảnh khó khăn của tôi. Năm 2010, với cương vị cao hơn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến chúc Tết nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Khi đi xuống hội trường, ông bắt tay từng người, nhận ra cô Thinh, liền hỏi thăm tình hình gia đình và công việc. Chính lời hỏi thăm và sự quan tâm đặc biệt đó đã giúp nữ biên tập viên có thêm động lực trong nghề. Ngày 26 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, rạng sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy đi ngang qua địa bàn huyện Vị Thủy đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Cụ thể, trên địa bàn xã Vĩnh Trung có 27 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 căn bị sập hoàn toàn và 25 căn bị tốc mái hoàn toàn. Còn ở xã Vĩnh Tường có 5 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái hoàn toàn 1 căn, tốc mái tre, mái trái, mái sau nhà là 4 căn và bị gãy hoàn toàn 7 cây sầu riêng đạt 5 năm tuổi. Ước tính thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được thông tin về thiệt hại do dông lốc gây ra, huyện Vị Thủy đã khẩn trương triển khai lực lượng dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả và hỗ trợ bước đầu cho các hộ bị thiệt hại. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đang tiếp tục thống kê, cập nhật ảnh hưởng do dông lốc gây ra, để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp. Các đơn vị tiếp tục công tác khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Chánh Văn phòng khuyến cáo, những ngày qua, tình hình mưa to kèm dông lốc trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp khó lường. Do đó, ngành chức năng và người dân cần thường xuyên kiểm tra đường dây điện, chặt tỉa cành cây to, gần đường điện, gần nhà, trường học. Chủ động kiểm tra chằng chống, gia cố nhà cửa và các công trình phụ. Khi có dông sét cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không nên mang theo những vật dụng bằng sắt, kim loại, hút điện, dẫn điện. Không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu, tránh xa trạm biến thế, hệ thống thu lôi và chú ý quan sát tránh dây điện tôn bay, cây gãy đổ. Không chạy đò ngang dọc chở khách khi trời chuyển dông, lốc sét và chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai, dông lốc, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là hơn 4,2 tỷ đồng. Trong đó, dông lốc làm tốc mái 31 căn nhà, sập 5 căn. Ước thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng, 22 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài sạt lở 610 m, diện tích mất đất gần 3.000 m2, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thông tin được học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua, bởi năm học 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo phương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các thí sinh sẽ chỉ thi 4 môn, bao gồm 2 môn thi bắt buộc, ngữ văn toán và 2 môn lựa chọn. Trong số các môn học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 gồm 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Hai môn lựa chọn nằm trong các môn học được học tại trung học phổ thông gồm hóa học, vật lý, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ, Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn. Môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đề thi gồm 2 phần đọc hiểu 4 điểm và viết 6 điểm. Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nội dung hướng đến đánh giá năng lực học sinh theo chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xây dựng thư viện câu hỏi thi có tính mở, huy động sự đóng góp từ mọi nguồn lực trong ngành.
Các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, có 4 phương án chọn một đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm. Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng đúng sai, mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Thí sinh chỉ trả lời chính xác một ý trong một câu hỏi sẽ được 0,1 điểm, lựa chọn chính xác 2 ý trong một câu hỏi được 0,25 điểm, lựa chọn chính xác 3 ý trong một câu hỏi được 0,5 điểm, lựa chọn chính xác cả 4 ý trong một câu hỏi được 1 điểm. Phần 3 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn, thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Với môn toán, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, còn các môn khác được 0,25 điểm. Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình năm 2018 thi tốt nghiệp. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra kiểm tra, giám sát kỳ thi. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Phương án thi này được thực hiện từ năm 2025. Trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, từ năm 2025, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày với 3 buổi thi thay vì 4 buổi như trước. Trong đó, một buổi thí sinh làm bài ngữ văn, một buổi thi toán và một buổi làm bài 2 môn tự chọn. Với 36 tổ hợp có 2 môn tự chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định đây là thách thức lớn cho công tác tổ chức thi. Để sắp xếp phòng thi tối ưu, hạn chế việc thí sinh phải di chuyển nhiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nguyên tắc. Các thí sinh dự thi cùng tổ hợp 2 môn tự chọn sẽ được sắp xếp cùng một phòng thi. Theo đó, các địa phương khảo sát nguyện vọng môn thi của học sinh từ tháng 12 năm nay để xây dựng phương án và thử nghiệm. Một điểm mới khác là việc vận chuyển in sao đề thi sẽ qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ thay cho hình thức trực tuyến như hiện nay. Bộ không nêu chi tiết, song cho biết một số địa phương sẽ không phải chuyển đề bằng tàu cao tốc hay trực thăng ra các điểm thi trên đảo như thời gian qua. Phương thức này được Bộ Giáo dục và Đào tạo thử nghiệm trong kỳ thi chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế và khu vực hồi tháng 3 và sẽ tiếp tục áp dụng trong kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, dự kiến vào tháng 12. Thời gian in sao đề thi khoảng 7 đến 10 ngày. Ngoài ra, Bộ xây dựng hệ thống phần mềm mới để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp từ năm sau. Giai đoạn năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Thưa quý vị, trận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng ngày 25 tháng 7 khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc sớm phải ổn định cuộc sống. Sáng ngày 26 tháng 7, một ngày sau trận lũ ống kinh hoàng tràn qua xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các lực lượng chức năng cùng nhân dân đang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Trận lũ ống xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 7 đã khiến 2 người tử vong, 5 người mất tích và hơn 100 căn nhà bị lũ đánh sập, cuốn trôi và hư hỏng nghiêm trọng. Lũ đến quá bất ngờ, đến nay nhiều người dân bản Mường Bồn 1 vẫn chưa hết ám ảnh. Hơn 60 năm từ khi lập bản, họ chưa từng chứng kiến trận lũ ống nào kinh hoàng đến vậy. Bị mắc kẹt suốt 6 tiếng đồng hồ giữa tầm lũ, chị Lò Thị Liên, nhân viên trạm y tế xã Mường Pồn cho biết đến nay vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại tiếng cây đổ gãy, tiếng nước gào thét. Trưa ngày 25 tháng 7, sau nhiều giờ mắc kẹt ở tầm lũ, chị được lực lượng cứu hộ dùng cáng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau một ngày định thần, chị kể lại khoảnh khắc khi lũ tràn về. Vào rạng sáng ngày 25 tháng 7, chị nghe tiếng nước chảy lớn, tiếng cây gãy đổ, đất đá lăn. Hai vợ chồng chị cùng nhau chạy ra ngoài thì bị nước lũ cuốn trôi, mỗi người một hướng khác nhau. Chị bị mắc kẹt tại khu vực cây xăng Mường Bồn, bản Mường Bồn 1. Quá trình bị lũ cuốn trôi, chân bị va đập vào đá và dẫn đến mất máu nên không thể tự mình thoát khỏi vũng bùn. Chị Liên cho biết sau hơn 6 tiếng mắc kẹt, chị được lực lượng công an, bộ đội phát hiện và giải cứu. Đến nay, điều khiến chị thở phào nhẹ nhõm nhất là biết tin chồng mình đã an toàn. Thưa quý vị, những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 2, khắp các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lớn. Tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày. Sau trận mưa lớn, một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội rung lắc và đổ sập vào rạng sáng 24 tháng 7. 7 người trong gia đình tháo chạy khỏi đống đổ nát, may mắn thoát nạn.
Ảnh hưởng của mưa lớn không những gây ngập lụt ở nhiều tuyến phố mà còn làm cho giao thông, đời sống của người dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 7, tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đã xảy ra sự cố sập căn biệt thự trị giá hàng tỷ đồng của một gia đình 7 người đang sinh sống. Thông tin ban đầu cho biết, trước thời điểm xảy ra việc sập căn biệt thự, 7 người trong nhà đang ngủ thì nghe tiếng rung lắc, vỡ trên tường bong chóc rơi lả tả. Thấy hiện tượng lạ, những người trong nhà đã hô hoán nhau tháo chạy. Chỉ trong phút chốc, căn biệt thự tiền tỷ ở vùng quê Hà Nội bỗng đổ sập. Trưa 24 tháng 7, anh Bùi Thanh Điệp, người đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường thông tin, vụ việc không gây thiệt hại về người. Vào thời điểm xảy ra sự cố, 7 người trong nhà phát hiện biểu hiện bất thường nên đã hô hoán nhau tháo chạy khỏi căn biệt thự. Theo anh Điệp, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn một năm. Tuy nhiên mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa nhiều nên đất sụt lún đã kéo đổ sập căn biệt thự. Cơn mưa kéo dài trong ngày và đêm 23 tháng 7 đã nhấn chìm một số khu đô thị mới phía Tây Hà Nội. Nguyên nhân theo các chuyên gia là do hệ thống thoát nước chưa kết nối với trục thoát nước chính của thành phố, gây ngập cục bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong ngày và đêm 23 tháng 7 tại Hà Nội xảy ra mưa lớn kéo dài và nhấn chìm một số khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, đặc biệt là các đô thị dọc theo đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vào sáng 24 tháng 7, dù mưa đã tạnh nhưng một số tuyến đường trong các khu đô thị Gelesimco, khu A, khu B và hàng loạt nhà liền kề của khu biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn, khu đô thị Văn Quán vẫn chìm trong biển nước mưa. Nhiều ô tô cố gắng di chuyển qua bị chết máy, ngập sâu trong nước. Nói về nguyên nhân những khu đô thị mới phía Tây Hà Nội bị chìm trong biển nước mưa, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, nguyên nhân đầu tiên là do lượng mưa quá lớn. Nguyên nhân thứ hai là do hệ thống thoát nước mưa của khu vực hiện chưa giải quyết được cuối nguồn, tức là chưa liên kết được hạ tầng thoát nước của các khu đô thị này với trục thoát nước chính bên ngoài. Bản thân hệ thống thoát nước trục chính bên ngoài các khu đô thị này cũng chưa lắp đặt trạm bơm cuối nguồn nên không thoát nước được kịp thời, dẫn tới tình trạng mưa lớn là ngập sâu. Cũng theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, thực tế cốt nền các khu đô thị phía Tây rất cao, hầu hết các khu đô thị mới được cấp phép tại Hà Nội, quy hoạch theo cốt nền mới, chia theo 4 vùng thoát nước đô thị. Riêng đối với nút giao giữa đường Lê Trọng Tấn, đại lộ Thăng Long, ông Nghiêm cho rằng đây là khu vực có cốt thấp nhất khu vực, nhiều lần bị ngập nên thành phố đã lên phương án xây hầm ngầm và phương án đào thêm hồ điều hòa để thoát nước. Nhưng theo luật đất đai mới, để hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực này, trước hết phải hoàn thiện quy hoạch không gian ngầm khu vực, qua đó tạo sự liên kết với trục thoát nước chính trong khu vực, xác định vị trí đào hồ điều hòa để thoát nước. Ông Nghiêm nhấn mạnh vấn đề này không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư các khu đô thị mới mà thuộc trách nhiệm chung của thành phố. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn La gây ra lũ quét và sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa tại xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La gây thương vong. Việc tiếp cận hiện trường để ứng cứu rất khó khăn do địa bàn bị cô lập, đường giao thông bị sạt lở. Ông Cầm Văn Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, vào rạng sáng nay đã xảy ra sạt lở đất tại bản Pa Hốc và Hua Pư làm 6 người tử vong, mất tích. Vào khoảng 9 giờ sáng đã tìm thấy một người tại bản Hua Pư, hiện còn 5 người ở bản Pa Hốc vẫn chưa tìm thấy. Mưa lũ đổ về trên suối Két còn cuốn trôi nhiều nhà cửa, 3 cầu treo qua suối, làm 14 bản của xã bị cô lập. Hiện nay hai bản vẫn đang bị cô lập nên chưa tiếp cận được hai bản này vì cầu treo bị cuốn trôi hết. Xã cũng chỉ đạo hai bản này huy động nhân dân tại chỗ để nhanh chóng tìm kiếm người đang mất tích. Do có nhiều xã bản bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ, giao thông và xã Triềng Nơi rất khó khăn, nên đến hơn 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7, các lực lượng của huyện Mai Sơn chưa tiếp cận được xã Triềng Nơi. Bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, huyện Mai Sơn đã thành lập 4 đoàn để vào hỗ trợ xã Triềng Nơi, gồm đoàn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn của tổ cấp ủy và các lực lượng công an quân đội, gồm khoảng gần 40 người đang trên đường vào. Huyện cũng chỉ đạo xã huy động tất cả các lực lượng của xã như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để tìm kiếm các nạn nhân và di rời tài sản của người dân ven suối và khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn thông tin thêm, trời vẫn có mưa, đường vào hiện trường xảy ra sạt lở đất bị chia cắt hoàn toàn, nên các đoàn cứu hộ, cứu nạn của tỉnh và địa phương chưa thể tiếp cận được. Còn tại thành phố Sơn La, mưa lớn rạng sáng 24 tháng 7 đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố Sơn La bị ngập sâu trong nước, ùn tắc cục bộ. Người dân và phương tiện giao thông không thể lưu thông qua được. Mưa to kéo dài khiến mực nước ở các sông suối dâng cao, chảy xiết đổ về gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố và khu dân cư của thành phố Sơn La. Nhiều tuyến đường nhà dân bị ngập sâu trong nước.
Các tuyến đường Trần Đăng Ninh, đường Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng bị ngập sâu cả mét, xe cộ không thể đi lại được. Tại một số tuyến đường, khu phố ngập sâu cả mét, nước chảy xiết như sông, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng xuồng hoặc phải dùng dây thừng làm dây bám đưa người dân đến nơi an toàn. Bà Phạm Thị Miền, 60 tuổi, phường Quyết Thắng cho biết, do mưa quá lớn, nước dâng cao, bà lại sống một mình nên không thể di chuyển được, bị mắc kẹt trong nhà. Bà Miền nói ngay trong đêm, bà đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, nếu không hôm nay bà cũng chưa biết phải chạy ngập thế nào. Trưa 24 tháng 7, Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về mưa lũ gây ngập lụt nhiều điểm trên địa bàn thành phố, đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Công an thành phố Sơn La chia thành nhiều tổ hỗ trợ người dân. Đại tá Ngọc thông tin, tại các tuyến đường, khu vực nhà dân ngập sâu, lực lượng cứu hộ cứu nạn rà soát hỗ trợ bà con di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao và di chuyển được 5 xe ô tô đến nơi an toàn. Đối với một số khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ cũng sử dụng dây thừng để bám, đưa trên 30 người dân ra nơi an toàn. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70mm trở lên. Lượng mưa đo được tại một số điểm đo như sau: xã Tà Học, huyện Mai Sơn 72mm, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên 77mm, huyện Vân Hồ, các điểm đo mưa tại xã Song Khủa ghi nhận 76mm, xã Trường Khoa 97mm, xã Mường Men 151mm, xã Tô Múa đạt 193mm, km 46, quốc lộ 6 đạt 229mm. Dự báo từ chiều tối 23 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, ở tỉnh Sơn La có mưa to đến mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi hơn 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thông tin ban đầu tại huyện Vân Hồ, mưa lớn đã làm sạt lở trên quốc lộ 6, làm ùn tắc giao thông, sông suối trên địa bàn nước chảy rất xiết, tiềm ẩn nguy cơ lũ to. Giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị ùn tắc kéo dài. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến đất đá ở phía ta luy dương sụt trượt xuống đường gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người và các phương tiện. Tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở tại hai vị trí km 156 và km 160 620. Một lượng lớn cây và đất đá từ ta luy dương tràn ra đường khiến các phương tiện không thể lưu thông, ùn tắc cục bộ. Hiện nay các lực lượng vẫn đang huy động máy móc và nhân lực để khắc phục. Những thiệt hại ban đầu do mưa lớn kéo dài gây sạt lở ngập úng tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đang được các cơ sở thống kê. Trước mắt không có thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời bố trí lực lượng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn, tình trạng sạt lở đất đá bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo núi chú ý quan sát sạt lở đất, bảo đảm nơi tránh trú an toàn trong lúc mưa dông. Trên các sông suối, nước rất xiết. Tại các tuyến giao thông có lượng nước lớn tràn qua đường, chính quyền cảnh báo người dân không tham gia bắt cá, vớt củi, băng qua lũ lớn và đề phòng sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đinh Tràng Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng, Cơ Đô thông tin, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 thiếu niên đi bắt cá và bị mắc kẹt giữa sông Đồng Nai vào đêm ngày 25 tháng 7. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 7, ba thiếu niên gồm Cơ Luyến, Cơ Mơ và Cơ Sở Quyền đều 15 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh, đi đánh bắt cá trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn xã Đinh Tràng Thượng. Do mưa lớn kéo dài cùng với việc Thủy điện Đồng Nai 2 xả nước điều tiết, nên nước sông dâng cao khiến cả ba em bị mắc kẹt tại một đảo nhỏ giữa sông Đồng Nai, không thể vào bờ. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Ủy ban Nhân dân xã Đinh Tràng Thượng đã khẩn trương huy động nhiều lực lượng gồm công an, dân quân, phối hợp với các đơn vị của huyện Di Linh tổ chức lên phương án giải cứu ba thiếu niên. Đến khoảng 21 giờ, cả ba em đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Chen Khung về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 24 tháng 5, Công an quận Gò Vấp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà NTTTH, khách hàng vay vốn tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở quận Gò Vấp, về việc bị Lương Hoàng Gia chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Bị triệu tập điều tra, Gia thừa nhận bản thân là chuyên viên bộ phận tín dụng ngân hàng, phụ trách hồ sơ vay vốn của các khách hàng. Gia được giao việc giải quyết hồ sơ vay của bà TH, thế chấp bằng căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Số tiền bà TH được ngân hàng duyệt cho vay là 8 tỷ đồng. Gia đã làm thủ tục mở tài khoản cho khách để nhận tiền giải ngân. Tuy nhiên, Gia nảy ra ý định muốn chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ. Phát hiện bà TH không dành về công nghệ, bị can dẫn dụ người phụ nữ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn để hướng dẫn bà TH sử dụng dịch vụ Internet Banking, qua đó lấy thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Bị can liên hệ với một người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp xác định được đồng phạm với Gia là Tang Chen Khung, quốc tịch Campuchia. Ngày 7 tháng 6, Công an quận Gò Vấp đã xác định Tang Chen Khung đang di chuyển trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, nên lập tức triển khai lực lượng bắt giữ. Tang Chen Khung khai đã bàn bạc giúp sức cho Gia chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà TH và được hưởng lợi 1,2 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã vứt điện thoại để xóa dấu vết, tránh bị lực lượng chức năng truy địa chỉ IP. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ các khoản tiền học phí, ăn uống, thuê trọ, chi phí học tập và đi lại bằng đò đối với học sinh xã đảo Nhơn Châu, còn gọi là đảo Cù Lao Xanh, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, từ năm 2024 đến năm 2025 trở đi, học sinh thường trú ở xã đảo Nhơn Châu đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí do Hội đồng Nhân dân tỉnh này quy định. Ngoài ra, mỗi học sinh còn được hỗ trợ với tổng số tiền là 1.070.000 đồng trên một tháng, gồm tiền ăn 540.000 đồng, tiền thuê nhà trọ 180.000 đồng, chi phí học tập 150.000 đồng và tiền đi đò 200.000 đồng. Chính sách hỗ trợ tính theo thời gian học tập thực tế 9 tháng trên một năm học, nếu học sinh bỏ học không được hưởng kể từ thời điểm bỏ học được nhà trường xác nhận. Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, hiện có 25-30 học sinh ở xã đảo Nhơn Châu theo học các trường trung học phổ thông tại thành phố Quy Nhơn. Xã đảo Quy Nhơn cách đất liền thành phố Quy Nhơn khoảng 24 km do không có trường trung học phổ thông. Nên khi học xong lớp 9, các em muốn tiếp tục nuôi giấc mơ đại học thì phải vượt sóng vào Quy Nhơn trên những tàu gỗ trong chành giữa biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đường vành đai 3 Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 68 km, đến nay đã xây dựng được 54 km đoạn tuyến từ Nội Bài, Quang Minh, Cầu Thăng Long, Linh Đàm, Thanh Trì, Phù Đồng, Việt Hùng. Còn lại đoạn tuyến từ Việt Hùng, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn Đông Anh chưa được đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư khẳng định tuyến đường vành đai 3 qua địa bàn Đông Anh có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối các trục hướng tâm, phân luồng giao thông từ xa và giúp giảm ùn tắc giao thông trong nội đô. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 14,9 km, đi qua 9 xã gồm Liên Hà, Việt Hùng, Uy Nỗ, thị trấn Đông Anh, Tiên Dương, Vân Nội, Dục Tú, Bắc Hồng, Nam Hồng. Điểm đầu tuyến tại nút giao với đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và điểm cuối tại nút giao với đường Võ Văn Kiệt. Dự kiến sẽ xây dựng tuyến đường có quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường có bề rộng 68m, riêng đoạn qua khu vực chùa Thượng Phúc và ga Bắc Hồng có tổng bề rộng mặt cắt ngang 61-64m. Trên tuyến đường sẽ xây dựng 3 cầu vượt đường sắt và 4 hầm chui. Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2023. Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 5.413 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư sơ bộ 2.277 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư hai dự án nói trên là 7.690 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách huyện Đông Anh cân đối bố trí. Báo cáo đánh giá tác động môi trường khẳng định dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Đông Anh, kết nối các trục giao thông chính như đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và nâng cao giá trị đất đai hai bên tuyến đường. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2024, tiếp nối truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Tuổi Trẻ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Một buổi chiều giữa tháng 7, ngôi nhà đơn sơ tại thôn Hạ, xã Đức Giàng, huyện Yên Dũng của cụ Nguyễn Thị Sáu, 93 tuổi, vợ liệt sĩ, rộn vang tiếng cười nói vui vẻ của các đoàn viên thanh niên. Tập trung ở nhà cụ Sáu từ sớm, các bạn trẻ đã phân công nhau mỗi người một việc, người dọn vườn quét nhà, người nhặt rau nấu cơm. Đến cuối buổi chiều, ngôi nhà của cụ Sáu đã được các đoàn viên thanh niên dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, mâm cơm nóng hổi tươm tất được dọn ra. Bên mâm cơm, trong không khí ấm cúng thân tình, các bạn trẻ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và lắng nghe cụ Sáu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống thời kháng chiến. Cụ Sáu cho biết, sau khi chồng hy sinh, các con khôn lớn lấy vợ lấy chồng, cụ sống một mình. Hôm nay cụ rất vui và xúc động khi được các đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện và cùng nấu cơm, ăn cơm trong không khí ấm cúng. Bí thư huyện đoàn Yên Dũng Nguyễn Thị Hương cho biết, trên địa bàn huyện có 937 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 490 bệnh binh, 595 người nhiễm chất độc hóa học, 499 thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp. Tuổi trẻ huyện Yên Dũng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc để tri ân người có công. Dịp 27 tháng 7 năm 2024, ngoài các hoạt động thiết thực khác, huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện mô hình bữa cơm tri ân. Cụ thể, tại các điểm đến của mô hình, các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ tình nguyện sẽ cùng hỏi thăm, tặng quà, nấu và dùng bữa cơm tri ân cùng với các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng, từ đó mang lại không khí ấm cúng, vui vẻ khi quây quần bên mâm cơm gia đình. Hoạt động do đoàn viên thanh niên tự đóng góp và một phần có sự đồng hành hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Theo Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, Thân Trung Kiên, không chỉ trong tháng 7 mà xuyên suốt trong năm, phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Bắc Giang thông qua nhiều chương trình hoạt động cụ thể, ý nghĩa gắn với các phong trào thi đua, hành động cách mạng của tổ chức, đoàn hội, đội, các cấp. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Ban Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành nhà ăn tại địa điểm Trường Nậm Ti, xã Hua Thành, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trao tặng giếng nước có nguồn nước sinh hoạt học tập, quà từ thiện cho người dân địa phương và thăm tặng quà cho đồn biên phòng Mường Bồn, tỉnh Điện Biên. Đây là những hoạt động nằm trong chương trình Vu Lan Đạo Hiếu và Dân tộc năm 2024, gắn kết chuỗi hoạt động an sinh với hành trình hướng về Điện Biên Phủ. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự chương trình. Tại điểm trường Nậm Ti thuộc trường tiểu học xã Hùa Thành, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chương trình đã trao tặng nhà ăn với sức chứa 160 học sinh, tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ, chương trình Vu Lan Đạo Hiếu và Dân tộc năm 2024 là nén tâm hương thành kính, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn nhớ nguồn của thế hệ con cháu hôm nay và mai sau với các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động trong chương trình đề cao đức hiếu sinh, tình yêu với quê hương đất nước, vạn loài và với đạo Pháp. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2568 năm 2024 dương lịch, hướng tới chào mừng sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý tục thờ cúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, hình thành lễ hội Vu Lan Báo Hiếu. Đức báo ân, báo hiếu trong Phật giáo có khả năng tạo lập chất keo gắn kết các cá nhân với gia đình, cộng đồng và xã hội. Điều này thể hiện qua Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, không chỉ nhắc nhớ mọi người tưởng nhớ đến thâm ân chư Phật, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ. Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh, đạo hiếu từ nghìn đời nay vẫn luôn là giá trị đạo đức cao đẹp, là nền tảng cho mọi sự phát triển trong cuộc sống. Lễ Vu Lan hàng năm là dịp để mỗi người con Phật nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo bằng những hành động thiết thực. Vu Lan báo hiếu không chỉ là trách nhiệm của mỗi người con mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Trước đó, ngày 23 tháng 7, đoàn đã thực hiện chuyến hành hương theo dấu chân chiến sĩ Điện Biên năm xưa, viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại chiến trường Điện Biên trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp khốc liệt. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà và sổ tiết kiệm cho các mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn không nơi nương tựa và các mảnh đời đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.